quốc ca Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Việt Nam Cộng Hòa. Nền công dân nói quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh biết gì đau thương, vì tương lai quốc dân cùng sống và phải chết, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, từ cho vơi thầy trên đường giao, thù nước lấy máu đào đẹp bao. Một phút mặc niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân, các anh hùng dân tộc, vị quốc vong thân. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Và sau hết, phút mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Phút mặc niệm bắt đầu. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị, quan khách và xin mời quý vị an toàn.